Đấy, đi câu thôi các bác, đi câu chờ giờ bóng lăn nhá. Hôm nay xem trận chung kết, hôm nay em đi câu. Câu tầm 8 9 giờ về. Đây. Đồ ăn tối đây. Hôm nay chúng ta sẽ câu ở cái sông này nhá. Hôm nay không đi câu suối, đi câu sông. Sông Cầu. Đợt trước chỗ này em câu một lần rồi. Bây giờ chúng ta đi tắt ra đây xuống. Ngồi câu, tầm này chưa cắn đâu, tầm này sớm á. Trời nó cứ mưa suốt từ cả ngày, từ cả sáng ấy, không đi câu ở xa. Thôi, bắt đầu hành trình nhá. Hôm nay mặc quần gố đi hơi rộng các bạn. Xuống khu này câu này. Khu này nhiều trạch phết. Hơi bé đấy, để cho em câu được nhưng hơi bé. Thôi, bắt đầu. Rộng đấy nhọn này. Hơi rộng, hơi rộng. Cái chỗ này là trước em câu một lần rồi, hình như từ lúc đấy chưa ai vào đây sao ấy. Rộng vãi. Đúng là chưa ai câu, chỗ lại chỗ em thật. Đây là trước em câu chỗ này này. Là trước phát bờ. Phát hết các kiểu rồi. Một mấy tháng quay lại lại rộng u. Ai. Lại để đồ đây lại phát thế này tiếp. Rộng lắm. Đúng là lâu không ai câu ở đây rồi. Trở lại à đây. Có người câu ấy nhưng mà người ta ngồi cái bờ dưới này này. Thôi mình ngồi bờ trên cho thoáng. Thì chúng ta câu câu đây nhé. Bây giờ em xử lý hết cái đống lau sậy các cây cối các kiểu này nhé. Đây em phát quang hết các bạn nha. Quang hết luôn rồi. Mệt phết đấy. Bây giờ câu đây, nèm nèm xuống đây câu. Rồi đi tìm trống cần các kiểu anh nhé. Giờ em bỏ cái áo mưa ra ngồi. Em toàn mang toàn chơi cả ngồi áo mưa thôi. Không này. Mang ghế chứ. Đi xa lười mang cái ghế. Ngồi ghế gấp cái chân ngồi đi câu nhưng mà không thích. Mãi câu cái cần này đầu tiên. Cần lua bé. Cần lua bé này là hợp phong thủy nhất đấy. Hôm nay chỉ câu đến 8 9 giờ thôi các bạn. Câu đến 8 9 giờ rồi về xem chung kết World Cup. Em hy vọng là này Pháp vô địch. Còn giờ làm con neo về. Ngồi nhậu thì hôm trước đi câu luôn. Chảy vẫn còn có chảy rồi. Chảy to, rô phi to rồi. Biết đâu tí đây lơ ngơ là con cá gì nhỉ? Neo to nữa. Thì sao? Ê. Quánh sát bờ đá bên kia rồi. Rồi chúng ta chờ đợi đó. Một cần đầu tiên nha các bác nha. Chờ đợi các bác nha. Đấy các bạn cần chứa rỉa liên tục kìa. Chắc là cá bé nó cắn đấy. Ở cái sông này thì hay cá bé nhiều á. Lúc vừa bực bực phát là nó chả lôi gì cả. Lúc sau lên là hết mồi. Bờ đá ăn ghía mà sang đi thuyền sang câu đẹp nhưng mà hôm nay đi câu chờ bóng về sớm đi thuyền lích kích ấy, thu thuyền các kiểu mệt người lắm các bạn. Thôi lâu lâu ngồi bờ câu ngày cũng hay mà cần gì phải ngồi thuyền. Trời này oi bức lắm. Cả ngày mưa lúc nắng, mưa lắng lắng ấy. Là mệt luôn. Không biết thời tiết này cá đi ăn không.
Cầu bên 9 8 giờ, 8 9 giờ kém thu cần. Về nhà tắm rửa các kiểu ăn cơm xong 10 giờ xem bóng là vừa. Em hôm nay cổ vũ cho Pháp ấy. Pháp nguy cơ vô địch rất cao. Cần dứa rỉa rất mạnh các bạn nhé. Lâu đi xem nào. Nặng phết đấy, hình như được con đấy các bạn. Úi rồi, đã được con nào. Díu 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 này. Có hạt mưa rồi. Vớ mồm rồi, vớ mồm rồi. Vớ mồm rồi các bác ơi. À, thu đồ về rồi. Thế ngay hôm nay đi câu cả gì dính mưa mà lại. Được con nào ấy, nguy cơ là móm rất cao, mưa là chắc nó không cắm rồi. Con bé nó vừa lôi xong làm con đi trong mưa về. Cố một con trước khi trời mưa nào. Trời thương cho em một con to to tí nào. Từ lúc đi câu ngâm mồi giun để chết được con nào gọi là to to các bạn. Chết con nào gọi là khủng một tí. Ấy, ấy, ấy. Lôi, lôi. Nôi gì vậy các bạn? Cá bé gì ở tỉa nhẹ. Ý, cần này cắn bé cần muốn ong rồi coi kìa. Hay cần cắn lúc đến giờ đi ăn ở đấy. Ăn chuồn chuồn đậu lầu cần. Giật mấy phát thì chả phát nào được. Hơi buồn đấy. Chuồn chuồn nó cũng cần là đen nữa, đen thôi. Cần bé nó vẫn cắn vậy. Em giật cho nó phát. Dính con to là sao? Mắc đấy. Mắc chứ không phải dính to quá. Chắc chạch rồi, hang rồi. Sao rồi? Có cá nhẹ lắm, nhẹ lắm, nhẹ lắm. À, rồi con cá đầu tiên các bạn, cuối cùng được con, một con đầu tiên nhá, không ngó mỏi. À, thì nó cắn ác ấy. Này, chơi ngay mép ra ngoài các bạn này, chơi ngay mép vào thôi nhá. Bắt đầu có cá đấy. Bò khu này chỉ được bé bé nhảy thôi, chả có bò to đâu. Em là trước câu đây toàn bò bé này, thả là một dọ vậy.
Thôi không cần thấy. Thả xuống nước làm gì đâu. Tí về nhà cho nó vào dọ này con này. Một chú đầu tiên. Không mó mày nha. Đi cầu sợ móm rồi. Đấy, cứ nhắm nhắm sang chỗ sâu sâu tí à. Nó đang ở bên chỗ bờ sâu ấy. Các bác ơi, cần cần bé lại có dấu hiệu cắn nhá. Cần đấy đi câu đỏ nhất ấy. Hầu như đa số được vào cái cần đấy. Vỏ cần lua 1,8 m này. Cần size L. Cần này của Hàn Quốc này. Made in Korea. Cần bé này. Nhìn lại dính con đó các bạn. Nặng phết cần bé ấy. Biết ngay mà lại. Ôi. Wow, chính con cá búng khổ các bạn. Vãi, lâu lắm mới nhìn được con cá búng khổ ấy các bạn này. Đây này. Các bác biết tại sao gọi là cá búng khổ không? Đây này, nó vằn như này mà các bác. Đây con cá búng khổ này. Xô này. Lâu lắm em nhìn thấy con này ấy. Con này á, con này này. Con cá búng khổ này ấy, nó vằn như này này. Con này to lắm, có con á nó phải có con to cổ tay. Ngày xưa em nhớ em đi câu ngâm được con phải to cổ tay. Lâu lắm không nhìn thấy con này ấy. Phải bao nhiêu năm rồi ấy, mới nhìn thấy nó ấy. Lút sâu lắm các bạn ạ. Lút tít được họng rồi. Bây giờ muốn thả nó đi còn khó. Công nhận ngày lâu lắm mới nhìn thấy nó ấy. Con này là búng hổ ấy. Tại sao gọi là búng hổ? Tại vì người nó vằn này các bạn này. Nó vằn như này. Vằn hết người lên ấy. Vằn như con hổ ấy. Nhìn các bạn nhìn. Nhìn cái đầu nó nhá. Nhìn cái vằn không? Quá là vằn luôn. Thôi em tháo nó ra đã. Nó lút sâu á, con này chắc chết rồi không. Ngày xưa loại này to lắm, một con bằng cổ tay ấy. Ngày xưa em đi câu bằng mồi cá con ấy, lấy con cá mưng con ấy câu. Được, một lút sâu ấy con búng hổ này. Không ngờ khu này có con búng hổ ấy. Úi. Úi, 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 cái cần. Cái cần chưa có phao sáng lại cắn đây các bác ạ. Dính dính rồi, dính rồi bạn, dính rồi, nặng phết, không cá gì ấy. Một chú mắt to, ui các bác kìa, đây, đâu con cá mắt to này, lốt tương đối sâu rồi, thế được ba chú nha, không móm nha các bác nha, không móm rồi, ở dưới những cái suối, cái sông to ấy là hay có cái loại cá này lắm các bác này. Cái này mắt to này có mắt to hố rồi. Có lời gọi là cá mắt lồi ấy. Em thì gọi là cá mắt to rồi. Ba chú rồi nhá. Nắp nốt sao sáng cái cần này cho nó sáng lên nào. Nhìn cho nó rõ. Cần chứa từ phát rượu rượu kia bây giờ nó cứ thỉnh thoảng nó díu díu phát các bạn. Nghi là dính lắm rồi. Ấy vẫn dỉa kìa các bạn, dỉa nó mới mạnh ấy. Nặng phết à. Không dính. Nó nồi tan tát hết con mồi hết rồi các bạn. Ôi. Không được rồi. Thay mồi cần này phát ạ. Đến giờ cắn liên tục rồi các bạn. 7 giờ kém. 7 giờ kém 5 phút. Bây giờ định mệnh này. Bây giờ này là hay ăn anh nhất đấy các bạn. Bắt đầu nhớ anh em tối. Trời còn đang đen xì à.
Đằng kia cơn mưa đen luôn. Trời hết mùi các bạn. Thay mùi phát này chờ đợi. Chờ gì ăn hàng phát nữa. Hôm nay là ngày chủ nhật đấy, em được nghỉ đấy, nhưng mà mưa suốt đấy, có được dám đi xa đâu. Sáng ra khỏi nhà gì mô tô đùng. Biết đâu ạ, mưa không đi câu xa, đi câu gần này, dính con to rồi sao? Chưa biết trước được chứng nào. Cứ phải chờ đợi đến phút thứ 90 biết được. Còn đá hiệp phụ đâu mà. Hiệp phụ là lúc là thu cần đi các bác. Thu cần này cần cái cắn. Đây là hiệp phụ ấy. Đấy. Cần này vừa ném xuống nó cắm đây này. Ui dù nó lôi hẳn đi. Không kịp giật các bạn. Vai. Vẫn đang ấy. Vẫn đang cắn tiếp. Cắn bên tay phải nha các bạn nha. Tay trái chứ. Cắn bên tay trái góc màn hình nhá. Một cá thủ đang đớp vào mồi. Giờ phát mạnh thế em ơi. Lôi díu đi lại. Thôi rồi. Mưa to các bạn. Thôi em Thu Cần đi về nhá. Về tắm rửa các kiểu, ăn cơm xem bóng đá. Nói chung video này được 3 con rồi. Thời tiết không ủng hộ. Bây giờ có 7 giờ mà mưa. Hôm nay mưa cả ngày ấy. Thôi em về anh nhá. Hẹn các bác ở những video tiếp theo.